Trưa nay ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Phan Minh Thuận, còn gọi là Thuận Nồi Đất, giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về hành vi trốn thuế. Công an thành phố Cần Thơ xác định để có đất xin làm dự án khu nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, đồng thời kê khai thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế. Công an xác định Thuận đã trốn trên 2,3 tỷ đồng tiền thuế rồi bỏ trốn.